Chào mừng quý vị đã đến với kênh Tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau. Chế độ ăn phòng COVID-19 tốt nhất theo Bộ Y tế. Chân nổi gân xanh, cảnh báo tim cực yếu. Và sau đây là nội dung đầu tiên. Chế độ ăn 4-5-1 phòng COVID-19 tốt nhất. Thứ nhất, cân đối 4 nhóm dưỡng chất. 1. Cân đối tinh bột, đạm và chất béo. Đây là 3 nhóm dinh dưỡng tạo nên năng lượng. Cơ thể có năng lượng thì hoạt động sống mới hiệu quả. Trong một bữa ăn, bạn phải đảm bảo có 50% tinh bột, 25% cho đạm và 25% cho chất béo. 2. Cân đối chất béo động vật và thực vật. Ta thường sợ chất béo, nhưng trong hệ gen con người, nó lại được quy định là chất kháng sinh tự nhiên. Khi đại dịch xảy ra, cơ thể sẽ dùng chất béo dự trữ làm năng lượng nuôi cơ thể, chống lại vi khuẩn. Bạn chỉ cần lưu ý là đừng chỉ dùng chất béo từ động vật như thịt, trứng, sữa. Hãy sử dụng cả chất béo thực vật như là dầu ô liu, vừng, lạc, giúp cơ thể dễ hấp thụ và tránh tăng cân. 3. Cân đối giữa đạm động vật và thực vật. Tương tự chất béo, đạm giúp cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể càng khỏe thì vi khuẩn càng khó xâm nhập. Bên cạnh nguồn đạm quen thuộc từ thịt, trứng, sữa, ta nên bổ sung thêm đạm thực vật từ khoai lang, đậu phụ, đậu trắng, đậu đen để tránh tăng cân, đồng thời thêm chất xơ giúp tăng đề kháng. 4. Cân đối vitamin và khoáng chất. Cơ thể chỉ cần tiêu thụ một lượng nhỏ vitamin mỗi ngày, nhưng phải đa dạng vì mỗi cơ quan lại cần vitamin khác nhau. Vitamin C từ cam, quýt, rau xanh tốt cho hệ miễn dịch. Vitamin B từ thịt, cá, trứng, sữa tốt cho hệ tiêu hóa. Vitamin A trong hoa quả màu đỏ tốt cho các tế bào, chống oxy hóa. Sắt và kẽm từ hải sản lại tốt cho xương lẫn miễn dịch. Bạn nên ăn đa dạng thực phẩm, xoay vòng bữa ăn để có đủ các vitamin này. Thứ hai, ăn đủ 5 nhóm thực phẩm. 1. Nhóm gạo và lúa mì giúp tạo năng lượng cho cơ thể, thúc đẩy hệ tuần hoàn và miễn dịch hoạt động hết công suất trong mùa dịch. Ta nên chọn gạo lứt và ngũ cốc nguyên cám để bổ sung thêm vitamin B giúp kháng viêm, ngừa vi khuẩn. 2. Nhóm các loại hạt, bao gồm hạt bí, hạnh nhân, vừng trắng, vừng đen, lạc, đậu các loại. Đây là nguồn đạm và béo tuyệt vời, ăn không sợ béo, lại giúp cơ thể đầy năng lượng và khỏe hơn trước virus. 3. Nhóm cá và hải sản. Nhóm này cung cấp axit amin cần thiết mà cơ thể người không tự tổng hợp được. Chúng cũng giàu omega 3, có khả năng đề kháng rất tốt. 4. Nhóm củ quả màu vàng, đỏ, bao gồm bí đỏ, cà chua, khoai lang, dâu tây, đu đủ. Chúng giàu vitamin A giúp chống oxy hóa, ổn định hoạt động của tế bào, phòng tránh bệnh tật và các biến chứng từ Covid. 5. Nhóm rau củ màu xanh đậm và trắng, điển hình như là súp lơ trắng, củ cải trắng, rau chân vịt, bông cải xanh. Rau màu càng đậm thì vitamin và khoáng chất càng nhiều, tăng đề kháng tự nhiên cho cơ thể. Cuối cùng, trong một ngày nên ăn đầy đủ dinh dưỡng hoặc dành 30 phút cho một hoạt động thể thao như là chạy bộ tại nhà, nhảy dây, yoga hoặc đi bộ bước nhỏ. Chỉ có vận động mới kích thích trao đổi chất, làm cơ thể hoạt động trơn tru, khỏe mạnh tự nhiên, sẵn sàng chống lại bệnh dịch. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Chân nổi gân xanh cảnh báo tim cực yếu. Thưa quý vị thân mến, tùy mỗi cơ địa da mỏng hay là dày mà mạch máu xanh đỏ có lộ rõ hay không. Nếu đã loại trừ yếu tố bẩm sinh mà gần đây thấy gân xanh ở bàn chân ngày càng lộ rõ, hãy cẩn thận với những căn bệnh sau. 1. Bệnh giãn tĩnh mạch. Những người ngồi hoặc đứng lâu sẽ bị tăng áp lực trong tĩnh mạch chân, khiến thành tĩnh mạch bị giãn nở, phình ra, từ đó xuất hiện những đường gân xanh nổi lên trông giống như là run đất. Đôi khi nó đi kèm cảm giác sưng đau, còn gọi là suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Khi bạn càng lớn tuổi, bệnh càng dễ trở nặng, gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm loét, hình thành cục máu đông trong lòng tĩnh mạch giãn, có thể lan lên phổi, gây tắc động mạch phổi, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tử vong. Vì thế, khi thấy nổi gân xanh ở chân thì không nên chủ quan, mà phải đi khám để can thiệp kịp thời. Ngoài ra, bạn cần tăng cường vận động nhẹ nhàng, tránh ngồi nhiều khiến bệnh nặng thêm. Thứ hai, bệnh về khớp. Một số trường hợp sưng khớp và viêm khớp mãn tính cũng bị nổi gân xanh. Gân có thể xuất hiện ở bắp chân, mắt cá, bàn chân, đường gân cộm lên ngoằn ngoèo như là run đất. Nếu bệnh trở nặng thì còn kèm theo cảm giác đau buốt, càng để lâu, bệnh sẽ càng khó điều trị. Vì vậy, khi thấy những dấu hiệu này thì bạn nên sắp xếp đi thăm khám ngay. Thứ ba, nguy cơ bệnh tim, suy tim. Nếu những gân xanh của bạn có cả sắc tím, lan rộng từ chân đến các bộ phận khác, hãy cẩn thận với bệnh tim. Các bác sĩ khuyến cáo, người càng có nhiều vệt ngoằn ngoèo màu xanh tím ở tay chân, nguy cơ bệnh tim và nhồi máu cơ tim càng cao. Các vằn xanh tím này có thể là dấu hiệu tắc nghẽn trong các mạch máu nhỏ do các cục máu đông gây ra, làm thành mạch máu căng lên. Nếu liên tục gặp áp lực như vậy, khả năng vỡ mạch máu, đột quỵ và nhồi máu cơ tim là rất cao.
Vì vậy khi thấy các vệt xanh tím ngày càng nhiều, bạn cần nên khám bác sĩ tim mạch để sớm phát hiện và can thiệp bệnh. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.